Khi chiến dịch phản công tiến triển chậm, Ukraine tập trung đưa thêm nhiều mục tiêu Nga vào tầm bắn của các loại vũ khí mà nước này sở hữu. Kiev hy vọng rằng mỗi bước tiến ở tiền tuyến có thể đưa vũ khí của mình đến gần hơn các tuyến tiếp tế của Nga. Cả Nga và Ukraine đều cho biết các trận đánh ác liệt vẫn tiếp diễn ở miền nam Ukraine, nơi lực lượng của Kiev đã đạt được những bước tiến nhỏ trong chiến dịch phản công diễn ra từ đầu tháng 6. Trong bản tin tình báo ngày 29 tháng 7, Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong vòng 48 giờ trước đó, giao tranh đã gia tăng ở phía nam thành phố Orykhiv thuộc tỉnh Zaporizhia của Ukraine và khu vực cách đó khoảng 80 km về phía đông. Kiev hy vọng sẽ chọc thủng và vượt qua được mạng lưới bãi mìn, bon kè, chiến hào và bẫy xe tăng của Nga, đồng thời chia cắt lãnh thổ mà Moscow đang kiểm soát ở Ukraine. Tuy nhiên, theo báo The New York Times, một mục tiêu cấp bách hơn đối với Kiev là thâm nhập đủ sâu để có thể đưa thêm nhiều mục tiêu Nga vào tầm bắn của kho vũ khí đang dần mở rộng của Ukraine, qua đó làm tê liệt các tuyến tiếp tế cũng như làm suy yếu năng lực phòng thủ của Moscow. Năm ngoái, sau khi bị cung cấp các tổ hợp pháo phản lực phóng loạt HIMARS cho Kiev, Nga đã buộc phải di chuyển các cơ sở hậu cần và căn cứ đến gần bờ biển Azov để nằm ngoài tầm bắn 80 km của hệ thống này. Trước khi Ukraine phát động chiến dịch phản công cách đây 2 tháng, các vị trí tiền tuyến của họ nằm cách bờ biển Azov khoảng 100-150 km. Khoảng cách này đồng nghĩa với việc nhiều mục tiêu Nga vẫn nằm ngoài tầm bắn của HIMARS. Điều đó có nghĩa là mỗi khi Ukraine tiến thêm một cây số trong chiến dịch hiện tại, họ càng đến gần hơn các mục tiêu của Nga dọc bờ biển. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ báo Thanh Niên.